nếu mà kè lớn kè nhỏ luôn là 31 người anh. À, 31 người Phú Yên đang bị mắc kẹt ở trong cái khu trọ này các bạn. Bây giờ tình hình dịch thì ở đâu cũng dịch thì thôi, mình anh em cũng cố gắng ở lại đỡ nâu ổn định thì đỡ đi làm lại, chứ giờ về nhà thì cũng nằm không cũng vậy thôi. Mà trong khi giờ chủ trương thì ở đâu ở yên ở đó, thì anh em cũng cố gắng ở lại đỡ nó qua cái đợt này thì anh em tiếp tục đi làm. Đủ chưa em? Dạ đủ hết rồi ạ. 23 thùng mì. Dạ. Với lại gạo 23 bao gạo, như bỏ mì bỏ gạo. Ủa mình bỏ gạo lên trước chứ? Em bỏ gạo lên trước xong rồi. Bỏ gạo lên trước em. Chú bỏ giùm con gạo lên trước. Hiện tại là mình đang mua một mớ nhu yếu phẩm. Gạo với mì. Còn cái bánh lấy bánh cho anh luôn. Bao nhiêu tiền cho em? Dạ, cũng mình tổng luôn anh em. Lấy tiền cho anh ấy, Hùng. Năm triệu 358 nghìn. Em ra đưa tiền luôn này. 5.358.000. Hai ba bốn năm. Đếm lại em, đủ 5 triệu không? Đủ rồi ạ. 400 ngàn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cái bill của anh đâu? Ở đây. Rồi. Xong rồi chú chờ con tí nha. Lát là con đi xuống đây, chú đi theo con, gần à. Bây giờ anh em tụi mình sẽ đi xuống một khu nhà trọ của người dân Phú Yên để hỗ trợ cho bà con dưới đó nha các bạn. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là Thép đang có mặt tại số 63/2 đường Nguyễn Thị Minh Khai thuộc thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Thì cách đây vài hôm thì Thép có vô tình xem một cái tin là của một người dân chia sẻ là ở trong đây có một cái dãy trọ là thuộc dân Phú Yên. Bà con ở Phú Yên người ta ở trong đây và người ta sinh sống bằng cái nghề phụ hồ. Và hiện tại bây giờ dịch bệnh thì mọi người cũng đã biết rồi, dịch bệnh tràn lan thì họ bị không có về quê được. Nên ở trong cái khu trọ này cũng một tháng này họ không đi làm, không có gạo để nấu cơm luôn các bạn. Thì họ có chia sẻ một cái bài viết ở trên cái group Ninh Thuận của Thép, thì Thép có vô tình đọc được. Và hôm nay mình sẽ tới mình hỗ trợ bà con ở trong cái khu đó. Mà toàn là ở đó thì theo mình được biết là 23 người Phú Yên đang thất nghiệp, và Thép có mua là 23 bao gạo nhỏ, 23 thùng mì, và thông tin ở đó là cũng có một mớ đứa nhỏ trẻ nhỏ, thì mình cũng đã mua một ít bánh để xuống tặng cho gia đình. Và trong video này thì Thép xin phép trích tiền của bác thôn Lý và Trung Nương đã gửi về cho Thép, là số tiền là 1.200 đô la Mỹ. Thì nó là bao nhiêu tiền để Thép tính đây? 1.200 đô la Mỹ, 1.200 mà nhân cho 23 triệu, nhân cho 23 tiền Việt Nam á các bạn, 23 là nó 27.600.000. Thì nãy mình mua là bao nhiêu tiền rồi ta? Nãy mình mua là hình như là mình nhớ là 5 triệu mấy hay sao ta? Thì số tiền còn lại thì mình sẽ vào mình hỗ trợ cho những bà con đó một khoản tiền thêm để cho họ có mình họ sinh sống, trả tiền trọ rồi nha các bạn. Bây giờ dịch rất là khó khăn, hiện tại là không biết khi nào mà họ về quê, mà cũng chẳng biết khi nào đi làm được luôn. Tình hình là bây giờ rất là căng thẳng luôn, có thể là tầm khoảng cỡ 5 đến 7 bữa nữa thì giãn cách thì họ mặt may đi làm, còn nếu mà giãn cách thêm thì đói luôn các bạn. Thì đọc cái tin rất là xót xa luôn. Chú ơi, chú lái chiếc xe này vào cái dãy trọ đó cho con nha. Thì mời tất cả mọi người hãy đồng hành cùng Thép nha. Và video này thì Thép cảm ơn vợ chồng bác Thôn Lý và Trung Nương rất là nhiều. Số tiền 1.200 đô la Mỹ đã đồng hành và ủng hộ cho Thép nha. Cảm ơn hai vợ chồng bác rất nhiều luôn. Bây giờ vào khu trọ đây.
Chú để đây nè chú. Rồi, lái xe. Ờ, ok. Chú ngồi đây, chú chờ con tí nha. Con đi vào con tìm hiểu, lát có gì con hỗ trợ tiền xăng thêm cho chú cho. Ráng chờ con tí nha. Hình như là dãy trọ của người Phú Yên ở là trong này. Thì mình sẽ vào mình tìm hiểu xem như thế nào. Ờ, em chào anh chị. Mấy anh hôm nay em có đọc cái thông tin ở trên bà con chia sẻ là ở mình là Phú Yên không anh? Dạ đúng rồi anh. Anh ơi, em anh có thể đại diện nói chuyện với em được không? Mấy anh mặc áo vô em phát quà từ thiện nha. Là ở đây là tổng bao nhiêu người Phú Yên anh? Dạ đây tổng hết luôn là nếu mà cả lớn cả nhỏ luôn là 31 người ạ. À 31 người Phú Yên đang bị mắc kẹt ở trong cái khu trọ này các bạn. Là chủ trọ đâu anh? Là chủ trọ người ta họ ở bên nhà người ta ở bên đường nghe nói ở bên đường Hải Thượng Lãng Ông á. Dạ. Là chủ trọ ở bên đó, còn đây là người ta họ cho mình thơ xem rồi mình ở đây là mình tự túc hết luôn. Dạ, em có đọc một cái thông tin của bà con chia sẻ cũng rất là xúc động khi mà mỗi lần xúc động bị nghẹn lời khi mà biết bà con Phú Yên rất là khó khăn ở dưới đây thì em cũng đã tìm hiểu và em cũng đã biết trên thông tin đó là 23 người lớn và nhỏ thì 8 đứa đúng không? Dạ. 8 đứa nhỏ và bị mắc kẹt ở đây là tầm khoảng cỡ gần tháng chứ anh? Từ ngày đầu tới bữa nay thì cũng gần tháng rồi đó, 20 ngày trước thì bữa nay nữa kéo dài thêm 7 ngày nữa. Rồi mình không được về quê hay là không có tiền về quê? Thì giờ tình hình dịch thì ở đâu cũng dịch thì thôi mình anh em cũng cố gắng ở lại đỡ nấu ổn định thì đỡ đi làm lại chứ giờ về nhà thì cũng làm không cũng vậy thôi. Dạ. Mà trong khi giờ chủ trương thì ở đâu ở yên ở đó thì anh em cũng cố gắng ở lại đỡ nó qua cái đợt này thì anh em tiếp tục đi làm. Dạ. Chứ giờ mình về nhà thì cũng không làm gì được mà hơn nữa giờ đi ra ngoài đường thì nó cũng khó khăn đi đứng đi lại rồi. Rồi cả tháng đây là cả cái khu trọ này là đều không có gạo ăn đói đó không? Cái khu trọ này luôn. Mấy ngày hôm trước thì anh em cũng cố gắng cũng ấy còn được cái là ngày hôm qua cũng có bên chính quyền với cũng có một số mạnh thường quân. Ngày hôm qua người ta họ tới họ cũng hỗ trợ cho anh em được một số lương thực. Dạ, một số lương thực thôi. À, một số lương thực. Còn ở cái về vấn đề trọ đây thì bà chủ trọ có? Có. Vấn đề chủ trọ này thì người ta họ cũng chủ động người ta tự gọi cho mình luôn. Dạ. Họ nói là tình hình là khó khăn thì chủ trọ người ta họ cũng ủng hộ cho mình một tháng nhà trọ. Dạ. Họ cho mình một tháng nhà trọ bà... đó. Bây giờ là anh chị em cô dì chú thím ở đây đeo khẩu trang vô giùm con nha. 23 người đeo khẩu trang vô để con ra con phát quà phát gạo từ thiện nha. Đeo khẩu trang vô. Với lại lúc mà nhận thì anh chị đứng xa xa giùm em khoảng cỡ 2 mét nha. Xếp hàng từ đây xếp ra đó luôn. Mặc áo vô rồi. Dạ, mặc áo vô. Lấy khẩu trang đeo vô. Cũng đỡ cũng có chính quyền địa phương có, người ta hỗ trợ. Chính quyền địa phương thì nói đúng là do mình ở trong cái khu này chính quyền địa phương coi khi như họ quên mình á. Dạ. Nghe hôm qua mình mới gọi người ta họ mới nhớ đến từ trong cái hẻm này, nói chung là cái hẻm này cũng là cái hẻm rồi khu. Ai là người đăng cái bài đó? Mình. Anh là người đăng cái bài? Ồ, chính là nguyên cái giải trọ này là cũng được nhờ anh mới em mới biết tới là cũng nhờ anh đăng bài mới chính quyền địa phương Mạnh Thường Quân mới biết tới chứ. Đọc cái bài kia rất là cảm động luôn các bạn. Con ăn gì? nhỏ nó mà nó bưng nước bưng cái ca đá nó uống nước luôn. Bưng ca đá cầm cái muỗng ăn luôn các bạn. Ở miền núi là mấy đứa nhỏ không có gì ăn là nó ăn cơm với chai nước, còn đây là không có cơm để ăn mà phải đến đỡ với chai nước luôn. Mấy anh chị ra đây nha, mặc áo ra đây giùm em nha, bị khẩu trang đồ cho đúng với cái nội vi rồi đó. Là 23 người đúng không? 23 rồi ra đủ 23 người luôn. Đeo khẩu trang vô rồi. Là chủ trọ cái tháng nào cũng tao đi thu tiền hay sao anh? Không, chủ trọ thì có đôi lúc một tháng hay hai tháng vậy người ta thu mà mình cứ chuyển tiền như người ta vậy á. Chứ ông chủ trọ này thì ông cũng không có thu hàng tháng, ông cũng không khó. Chuyển tiền hả? Ừ. Thì ổng là được cái là ổng không có không ấy lắm, ông cũng dễ chịu lắm, 2 tháng 3 tháng gì cũng được. Dạ. À vậy cũng tốt hơn. Dạ. Bây giờ là hôm nay là con là cầu nối của Mạnh Thường Quân của bác thôn Lý và Trung Nương đã ủng hộ cho con số tiền là 1.200 đô la Mỹ tương ứng với là 27.600.000 phải không? Gạo mà con mua là 5.000.000 và tất cả số tiền còn lại thì con sẽ ủng hộ cho mỗi người là 1.000.000
là 23 người là 23 triệu, với lại số quà này 5 triệu mấy là rơi vào tầm khoảng cỡ 28 triệu. Đó là số quà của bác Thôn Lý và Trung Đương, hai vợ chồng đã ủng hộ cho giải trọ mình nha. Có gì hay giải trọ mình nhận quà, cảm ơn hai bác giùm em nha. Dạ. Dạ. Rồi anh đại diện anh nói. Thôi đại diện cho mấy anh em ở giải trọ xin cảm ơn bác Trung Lý và bác Trung Lý và bác Nương. Và bác Nương ạ. Nói chung là bọn con đang bị kẹt ở đây mà có mấy cô chú anh chị và các mạnh thường quân giúp đỡ thì là anh em rất là cảm ơn. Dạ. Dạ. À, bây giờ anh nhận ra nhận quà, mỗi người ra nhận quà giúp em xếp hàng giùm em nha. Cái này đừng có nóng, phải rút nhẹ nhẹ nó mới ra. Mình nóng là nó không ra chú à. Đó, phải nhẹ nhàng vậy nó mới ra. Còn mấy bao nữa để tiếp thăm. Bây giờ là em đứng ra em phát gạo với mì, anh phát tiền nha. Mấy anh chị nhận quà cảm ơn giùm em nha. Là 23 người. Để đếm tiền luôn. Rồi khoảng chừng nào mình đi làm lại anh? Dạ thì bây giờ thì cũng chưa biết rồi, đợi cũng khi nào chỉ thị này nó ổn định thì công trình nó hoạt động lại thì lại mới đi làm lại được. Giờ mình cứ chờ theo công trình đó. Rồi, đưa cho anh trước đây em. Một bao gạo với lại một thùng mì. Với lại em gửi anh 1 triệu để cho có anh thích mua cái gì mua nha. Dạ. Có bệnh rồi mình cũng có tiền mua thuốc uống rồi. Hai cô bác ạ. Dạ. Rồi anh vô. Rồi anh chị lên giùm em nha. Cảm ơn mấy anh em, dạ. Cô chú. Chúc anh sức khỏe nha. Dân Phú Yên nói cái giọng thép rất là thích luôn. Nói giọng kiểu y như là nó nhẹ nhẹ như là gió bay vậy đó. Rồi, được chưa? Rồi, đưa cho anh gạo với mì. Em hay ra Phú Yên lắm. Phú Yên là có cái cầu con cọp đúng không? Cầu con cọp, cầu gỗ dài nhất ở Việt Nam hả? Đã có check-in đó một lần rồi. Ủa, hồi nãy em đưa anh đúng triệu chưa ta? Đúng triệu cho em tưởng đâu thiếu. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh sức khỏe nha. Ừ. Ok, chúc em sức khỏe. Bây giờ ai cũng thất nghiệp hết đó các bạn, không có. Cảm ơn. Ok. Ở trong đây mà một gần một tháng luôn là rất là ức chế luôn. Em làm gì ở đây? Thợ hả? Nhỏ mà làm thợ luôn. Có tương lai sau này làm thầu á. Rồi anh tặng cảm ơn em nhiều nha. Chúc em sức khỏe nha. Cảm ơn mẹ. Ok. Dạ con gửi cô. Cô cũng làm phụ hồ luôn hả? Là nguyên giải trộn mình phụ hồ hết luôn. Ủa rủ nhau vô làm hay sao mà nguyên Phú Yên không vậy anh? Anh em ở trong xóm trong làng. À là anh em trong xóm trong làng là rủ nhau vô đây làm. Toàn là phụ với thợ không? Là làm chung công trình luôn. Đưa gạo cho anh ơi. Cảm ơn. Rồi ok, không có gì đâu. Dạ em gửi anh. Dạ. Lên còn ai chưa nhận lên giùm em. Rồi em gửi anh nha. Dạ em gửi anh. Rồi ok. Em gửi chú chưa? Ủa em mà gửi chú là sao ta? Con gửi chú. Nhiều khi cái từ ngữ của mình nó cũng hài lắm các bạn. Chị làm gì trong đây? Phụ hồ hả? Chị mà cũng phụ hồ luôn.
Em tưởng là chị đẹp gái trắng trẻo gì là chị phải kiếm công việc khác chứ. Dạ ok. Phụ hồ luôn. Ôi có đứa nhỏ kìa em. Lấy cái bánh cho đứa nhỏ nó ăn. Ôi đứa nhỏ mà nó cũng tuân thủ nội quy, nó đi khẩu trang đồ nữa ta. Lấy đứa nhỏ lấy cái bánh nè, chú cho con nè. Chú cho con nè. Nè con. Cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Rồi coi hai con đi ơi. Giỏi con đi ơi. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị sức khỏe. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ. Lấy bánh cho em. Nè con. Ồ giỏi. Nè con. Nè nè con cầm bánh đây. Sợ nó sợ. Rồi anh lên nhận giùm em. Rồi. Ủa sao té vậy con? Bữa giờ không có đồ ăn đói hay sao mà xỉu luôn rồi? Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn chị. Rồi rồi, ai lên, có ai? Rồi, có bánh, lấy bánh cho em. Ẩm con mà sao cầm gạo được? Có cái anh nào cầm giùm ấy? Rồi, em gửi anh nha. Ờ ok. Là ở trong đây có cái anh nào mà nhận thầu công trình không? Dạ mấy anh em đây cũng làm cho công ty không hả? À làm trong công ty không mà hả? Em tưởng nó có ông thầu trong đây chứ. Còn mấy phần nữa. Hai đứa nhỏ lên đây chú cho bánh nè. Đưa cho cái anh này luôn. Rồi còn một người nữa. Còn một người nữa. Ủa, thiếu một bao gạo hả? Vậy là hết rồi, ai rồi đúng không? Vậy là em mua bị thiếu bao gạo rồi. Dư bao gạo hay là thiếu bao gạo ta? Thiếu hay dư? À, nấu cơm chung hả? À, rồi em hiểu rồi. Ủa, tại sao lại dư 1 triệu ta? Cái bill bao nhiêu bao gạo mà sao nó bán kiểu này chết rồi? Cái bill rồi mất rồi. Ở đây nè em cứ coi thử coi. Ôi giời, con. Chú cho bánh con nè. Cảm ơn chú. Ừ giỏi, con học lớp mấy rồi? Ủa sao dẫn nó vô đây là sao nó đi học? Dạ nghe á. Nghe cái dọn vô đi chơi cái chính luôn. Nè. Dạ con cảm ơn chú. Rồi con nói lại chú nghe. Dạ con cảm ơn chú. Con học lớp mấy? Dạ con Dạ con học lớp mẫu giáo. Ủa mẫu giáo sao con bự vậy? Dạ do con ăn nhiều á. Tướng là coi như tướng ăn thịt voi. Rồi có bé nào mà còn hai bề bánh đem vô cho em. Bịch bánh nó khóc kìa. Nè con đem vô cho em. Rồi. Cái này là chú cho mấy đứa nhỏ. Con cầm cầm đi. Mấy đứa nhỏ ăn táo. Rồi bây giờ có thiếu bao gạo hay là sao? Thiếu một bao gạo hả? Anh dư 1 triệu hả? Thì dư 1 triệu mà cái bao gạo này thiếu đúng không? Nó ghi mà nó bán thiếu bao gạo hả? Lấy đủ mà đưa thiếu. Mì bao nhiêu? Mì còn dư 1 thùng gạo thì thiếu 1 bao. Cái này không được rồi. Mì là đủ nè. Mì là đủ. Gạo thiếu 1 bao. Tiền tính rồi đúng không? Lát là nó lấy bao gạo lại. Để thiếu một gạo. Bây giờ là tụi em đang bị thiếu 1 bao gạo. Có gì anh thông cảm, 23 người đúng không? Dạ. Cái người nào mà chưa được nhận gạo đâu? Không. Ra đây con. Con chưa nhận gạo hả? Thì con nhận cái thùng mì này đỡ cho chú nha. Với lại con nhận 1 triệu ha? Dạ. Con cầm 1 triệu này. Nếu mà con không có gạo thì chú đền bù cho con 200 ngàn nữa. Thông cảm cho chú nha. Cảm ơn chú. Con học lớp mấy rồi? Lớp 9 rồi con đi làm với ba mẹ hay sao? Lớp 9 đi làm với ba mẹ. Rồi thông cảm nha. Để lát chú lên chú lấy bao gạo sau. Thiếp thay mặt tất cả bà con đây. Bà con rất là đông luôn. Rồi cảm ơn bác Thông Lý và Trung Lương đã tài trợ cho Thiếp số tiền là 1.200 USD. Bà con rất là vui luôn. Thật sự nhìn những hình ảnh này rất xúc động luôn.
Thì cảm ơn anh nhiều nha. Em xin mệt hết tất cả các bà con ở khu trọ này. Xin cảm ơn mấy anh và hai bác đã tài trợ cho anh em đã vượt qua mùa dịch đây. Cảm ơn rất nhiều ạ. Con cảm ơn chú. Dạ, đúng.